Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phổ biến giáo dục pháp luật kỳ này của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2007. Qua 4 năm thực hiện, luật chứng khoán đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động công khai minh bạch, an toàn và hiệu quả, giúp thị trường chứng khoán phát huy vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Mặc dù đạt được những kết quả đáng kể, nhưng do thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong quá trình hình thành và phát triển, có nhiều yếu tố mới phát sinh. Và để đáp ứng yêu cầu đặc thù và thực tế của hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như xu thế hội nhập với thị trường chứng khoán các nước trong khu vực, ngày 1 tháng 7 năm 2011, luật chứng khoán sửa đổi đã chính thức có hiệu lực. Và trong chương trình phổ biến giáo dục pháp luật kỳ này, ông Nguyễn Bá Dương, trưởng chi nhánh Đồng Nai, Công ty Chứng khoán Cổ phần Thương mại Ngoại thương Việt Nam sẽ trả lời cho chúng ta những vấn đề xoay quanh luật chứng khoán sửa đổi. Trước tiên xin được cảm ơn ông Bá Dương đã tham gia chương trình với chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, và câu hỏi đầu tiên thì xin ông cho biết là sau hơn 5 tháng thì luật chứng khoán sửa đổi đã đi vào cuộc sống như thế nào ạ? Cho đến nay thì các cái kết quả từ việc thực hiện luật chứng khoán sửa đổi đã có một tín hiệu rất là tích cực, nhưng mà thật sự là nó chưa rõ nét. Với đa số nhà đầu tư thì cái việc đem đến lợi ích cho luật sửa đổi mang lại thì đó là cái nguồn thông tin nó sạch hơn, tốt hơn, hàng hóa cung cấp ra thị trường nó chất lượng hơn và đặc biệt là nó có sự thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước. Thì ngoài ra cái luật sửa đổi nó cũng cụ thể hóa hơn về thu hút vốn phát hành ra chứng khoán riêng lẻ cho công ty đại chúng để giảm thiểu vốn tổn thất của các cổ phát hành ra công chúng. Vì luật nó tác động đến nhiều giác độ khác nhau trên thị trường nên việc đánh giá kết quả có thông tin tập hợp qua quản lý, đặc biệt qua quản lý nhà nước. Thì tuy nhiên ở cấp độ là thành viên của thị trường, chúng tôi nhận thấy rằng là cái việc đánh giá kết quả có thông tin phải đặc biệt là nó phải từ cơ quan quản lý nhà nước quản lý. Thì góp phần đảm bảo của cái việc này góp phần làm cho bản thân công ty chứng khoán được an toàn và đặc biệt hơn nữa là các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và cho thị trường phát triển trong một tương lai xa hơn. Qua tổng kết và rà soát thì cho thấy nội dung cơ bản của luật chứng khoán hiện hành vẫn còn phù hợp. Vậy thì nội dung sửa đổi và bổ sung tập trung chủ yếu vào một số vấn đề nào thưa ông? Như các quý bạn trên đài cũng đã biết là luật sửa đổi bổ sung chủ yếu vào các nội dung chính sau đây. Thì luật chứng khoán sửa đổi tập trung vào vấn đề trọng tâm đó là nâng cao sự chặt chẽ và cụ thể hóa vấn đề phát hành ra công chúng theo hình thức là riêng lẻ và mang tính là công chúng hơn. Thì công tác quản trị của các công ty đại chúng, hoạt động thâu tóm của nhà đầu tư, chào thức mua bán một cách công khai, mở rộng hoạt động ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán, nghiệp vụ tư vấn đầu tư cho công ty quản lý trên cơ sở là được nghiệp vụ được cấp phép. Thì đây là cái điều đặc biệt mà luật sửa đổi nó phù hợp hơn với các cái công luận và đề cập đến nhiều lần đến vấn đề là an toàn tài chính của chứng khoán. Thì việc công khai thông tin công ty đại chúng thì trước tiên thì Bộ Tài chính cũng đã ban hành thông tư là 226/2010 TT BTC quy định tổ chức quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính một cách là biện pháp xử lý các cái công ty chứng khoán. Như vậy thì nó có sự đồng nhất giữa các cấp văn bản về vấn đề tài chính giúp cho thị trường minh bạch hơn. Dạ vâng. Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán, mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả cái hoạt động là chào bán chứng khoán riêng lẻ để có một cái căn cứ pháp lý quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn về vấn đề những cái vấn đề mà bổ sung của điều 1? Vâng, theo luật chứng khoán sửa đổi thì khái niệm của chứng khoán là được mở rộng đối với hợp đồng gọi là hợp đồng góp vốn đầu tư. Thì các loại chứng khoán đó là do Bộ Tài chính Việt Nam mình quy định. Vâng, thì theo cái hợp đồng đó thì hợp đồng góp vốn đầu tư được định nghĩa là hợp đồng góp vốn bằng tiền hoặc tài sản của các nhà đầu tư với tổ chức. Mà tổ chức đây là cái phát hành hợp đồng nhằm mục đích là em cái lợi nhuận và được phép chuyển đổi thành chứng khoán khác. Thì cái điều này là nó bổ sung cái khoản điểm là 8A khoảng 1 điều 3 của luật chứng khoán năm 2006. Thì cho đến nay thì Bộ Tài chính vẫn chưa có cái văn bản nào về hướng dẫn tiếp theo về các cái loại chứng khoán khác. Như vậy thì có thể xem rằng thì việc một số giao dịch có tính chất là chứng khoán phái sinh dựa trên nền tảng kinh doanh từ các chỉ số nè, các quyền lợi trực tiếp, rồi các quyền lợi gián tiếp, rồi với các cái chứng khoán sẽ có thể quy hoạch và nó chuẩn hóa hơn và là luật hóa hơn về chứng khoán trong một thời gian tới. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong một thời gian không xa thì chúng tôi, công ty chứng khoán và có một cái các cái điều luật sẽ được luận hóa và có tính hợp lý hơn trong một thời gian tới, và để cho thị trường chứng khoán Việt Nam mình phát triển một cách bền vững. Đối với phát hành ra công chúng thì dự thảo luật quy định thêm một số nhóm đối tượng được phát hành theo phương thức này, như là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, công ty nước ngoài chào bán chứng khoán trên thị trường Việt Nam, thực hiện phát hành ra công chúng để huy động vốn thành lập doanh nghiệp. Và liên quan đến nội dung này thì có ý kiến cho rằng là các nhà làm luật nên tính đến việc có yêu cầu tối thiểu về quy mô của đợt phát hành ra công chúng. Ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này? Vâng, thì trước hết thì chúng tôi, công ty luật chứng khoán sửa đổi thì nó cũng không đề cập tới vấn đề này lắm. Nhưng mà được mở rộng vấn đề ra thì chúng tôi cho rằng theo quy định của pháp luật hiện hành thì có mấy yếu tố mà cần lưu ý như sau. Cái thứ nhất là nhà đầu tư sở hữu một cổ phần trở lên sẽ là cổ đông của công ty cổ phần. Và hơn nữa, việc mua ít hay nhiều theo tiêu chuẩn tiền được mua ít hay nhiều thì họ tùy thuộc vào cái điều kiện cụ thể. Đây là cái điều thứ nhất là rất là quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là quyền mua hoặc từ chối mua của cổ đông là rất rõ ràng. Và cái điều thứ ba nữa là việc phát hành là công cụ để huy động vốn cho doanh nghiệp. Vì thế nó cần đi sát với cái nhu cầu vốn. Thì đây là cái thứ tư nữa là phát hành ra công chúng hay là riêng lẻ thì xét về mục đích tạo nguồn vốn đều doanh nghiệp đều như nhau, công ty đều như nhau, nhưng mà sự lựa chọn hình thức nào để được các cái tiêu chí đó mà thôi. Thì đây là cái điều mà điều tư là trong cái bộ luật, trong cái phát hành riêng lẻ này thì cũng có đề cập đến. Và dựa trên cái liên hệ bốn yếu tố trên đó thì chúng tôi cho rằng không nên quy định số tiền, xác định số tiền, và luật sửa đổi đã khẳng định điều này trong cái điều luật và vừa qua. Thì đây cũng khẳng định được là cái chính phủ mình, cái bộ luật mình cũng đã xác định là cái luật sửa đổi là không xác định bằng tiền. Đây là cái điều mà các nhà đầu tư và các vị sân bài cũng có thể biết thêm. Vâng, thưa ông, việc chào bán chứng khoán ra công chúng hiện nay thì đang thực hiện theo điều 12 của luật chứng khoán. Quy định này khá là chặt chẽ, đảm bảo chất lượng của các chứng khoán phát hành. Tuy nhiên hiện nay chưa có các quy định ràng buộc các công ty đại chúng phải đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức. Do vậy các giao dịch chứng khoán được thực hiện ở cả thị trường có tổ chức và thị trường tự do. Có những doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra công chúng nhưng lại không niêm yết đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Và điều này thì làm cho các chứng khoán không có tính thanh khoản, đồng thời cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến quyền lợi của các cổ đông. Và để khắc phục tình trạng trên thì ông có ý kiến gì không ạ? Theo cái điều luật 53 của luật chứng khoán, của công ty chứng khoán phải lưu ký, hay nói một cách dân gian hơn là đăng ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán. Thì đồng thời cái điều khoảng 54 quy định rằng thì sở hữu chứng khoán phải đăng ký qua công ty đại chúng và được thực hiện qua trung tâm lưu ký. Như vậy thì luật đã yêu cầu giao dịch phải tập trung qua hệ thống lưu ký tập trung. Tập trung đây có nghĩa rằng các cái cổ phần, các công ty mà muốn lưu ký lên sàn thì phải lưu ký cổ đông, phải lưu ký cái tài sản của mình vào một hệ thống là trung tâm lưu ký. Sau đó trung tâm lưu ký mới có quyền xác nhận được số phần cổ phần đó. Thì ngoài ra, những quy định mà về việc chứng khoán phải niêm yết hay đăng ký giao dịch qua Sở Giao dịch Chứng khoán thì hiện luật sửa đổi vẫn chưa có quy định nào khác về vấn đề này. Thì xoay quanh vấn đề này thì có thể thấy mặc dù tính thanh khoản phụ thuộc vào rất lớn vào cung cầu của cái loại chứng khoán đó, nhưng mà hình thức giao dịch để xác định cái bảo đảm tính minh bạch của cái tính an toàn về phương thức giao dịch, về quyền lợi cổ đông thì tính thanh khoản cũng đề cập nhiều trên vấn đề là một số cổ đông còn chưa thực hiện quyền hết của mình, cũng là chưa mạnh dạn đấu tranh công bằng pháp luật, và các cấp quản lý cổ đông lớn thì điều này cổ đông nhỏ thì cũng rất là thiệt thòi. Cụ thể hơn về một số doanh nghiệp đã xác định niêm yết và bắt buộc nhưng lại có thời hạn nào để hội đồng quản trị kết thúc công việc đó như thế nào, thì dẫn đến cái việc kéo dài mà giải pháp không rõ ràng thì vô hình càng tạo nên khó khăn hơn với một số doanh nghiệp mà chưa niêm yết, làm cho cái tính thanh khoản thị trường chưa có. Đây là một điều mà cũng rất là chú ý về cái vấn đề này. Thì ngoài ra chúng tôi là công ty chứng khoán cũng hy vọng là trong thời gian không xa thì hội đồng quản trị những công ty có những cái việc rõ ràng về pháp lý để giúp nhà đầu tư, giúp các cổ đông có những cái tính an toàn hơn, phát triển cái thị trường chứng khoán trong tương lai không xa. Dạ vâng thưa ông, với các công ty chứng khoán thì đây là nhóm ngành kinh doanh có điều kiện và trên thị trường chỉ có công ty chứng khoán mới được hoạt động 4 nghiệp vụ là môi giới, tư vấn, tự doanh và bảo lãnh phát hành, ngoại trừ ngân hàng thương mại được phát hành kinh doanh trái phiếu. Và dự thảo luật bổ sung công ty chứng khoán được thực hiện thêm nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư đối với các cá nhân. Thực tế đây có phải là nghiệp vụ hoàn toàn mới đối với các công ty chứng khoán hay không ạ thưa ông? Vâng, thì trước hết thì tôi cũng xin được trả lời câu hỏi này như sau. Trước thời điểm luật chứng khoán năm 2006 có hiệu lực, các công ty chứng khoán được phép thực hiện các nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, nhưng mà có một điều kiện là hội đủ tất cả các điều kiện theo pháp luật và luật định nhà nước Việt Nam. Thì do vậy, đây không phải là nghiệp vụ mới trong công ty chứng khoán tham gia thị trường giai đoạn kỳ đầu năm 2000. Mà đặc biệt là công ty chứng khoán ngân hàng ngoại thương Việt Nam, viết tắt là VCBS, chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong năm khi đó. Mà công ty chứng khoán ngân hàng ngoại thương Việt Nam đã là một trong những nhà quản lý danh mục đầu tư cho các tổ chức rất là lớn ở Việt Nam và các cá nhân. Thì chúng tôi đáp ứng mọi kỳ vọng, mọi cái yêu cầu của khách hàng một cách rất là tốt. Thì hiện tại ban lãnh đạo công ty chúng tôi cũng đang có một cái quyết định, một cái chính sách, một chiến lược cụ thể hơn để triển khai các nghiệp vụ này một cách tốt hơn và hiệu quả hơn. Sửa đổi liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được cụ thể hóa các nhóm đối tượng, gồm cả tổ chức niêm yết và công ty đại chúng. Dự thảo luật cũng yêu cầu có một cái quy định rõ ràng, những cái nội dung phải công bố định kỳ, bất thường và thống nhất lại các phương tiện công bố thông tin. Thì ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này. Liên quan đến một số công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thì luật chứng khoán sửa đổi cũng đã bổ sung một cái điểm như sau. Cái thứ nhất là luật sửa đổi bổ sung đối tượng phải có nghĩa vụ công bố thông tin công ty chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán và người có liên quan. Vâng. Thì đồng thời cái luật sửa đổi cũng bỏ đối tượng các tổ chức niêm yết gộp chung thành đối tượng công ty đại chúng trong cái nhóm đối tượng có nghĩa vụ công bố thông tin. Thì đây chính là cái điểm sửa đổi nhằm khắc phục những bất cập luật chứng khoán khi mà công ty chứng khoán quy định về nội dung công bố thông tin của tổ chức niêm yết nó cao hơn, chặt chẽ hơn và có sự quản lý của đại chúng, dẫn đến việc hạn chế của một số công ty chứng khoán giao dịch trên thị trường niêm yết tự do ngại công bố thông tin. Và nghĩa vụ công bố thông tin này ở mức độ là nó cao hơn. Thì thứ hai nữa là cái luật chứng khoán sửa đổi là cái đối tượng thực hiện công bố thông tin là người đại diện cho pháp luật. Và người có liên quan có cái ủy quyền và có liên quan đến công bố thông tin. Đây là vì các anh chị cũng biết, như các quý vị mày cũng biết là cái thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thế nói chung là nó rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cái tiền và tài sản của nhà đầu tư. Do vậy công bố thông tin này là một cái điều hết sức là quan trọng khi mà đầu tư chứng khoán. Thì cái thứ ba nữa là luật sửa đổi cái điều 103 về công bố thông tin tổ chức niêm yết. Nó sửa lại cái điều 101 về công bố thông tin của công ty đại chúng bao gồm cả tổ chức niêm yết theo hướng nội dung và các thông tin phải được công bố theo định kỳ và theo bất thường. Đây là cái điều định kỳ và bất thường cũng được nhắc nhở trong vấn đề này, cập nhật thông tin rất là quan trọng. Và Bộ Tài chính cũng sẽ quy định cụ thể thời gian công bố thông tin đối với loại hình công ty đại chúng. Thì Bộ Tài chính cũng đã can thiệp vào vấn đề công bố thông tin. Anh công bố thông tin theo là loại hình như thế nào và công ty đó công bố như thế nào, thời gian nào hợp lý nhất. Thì đây là cái điều mà cũng rất là quan trọng khi mà cái luật sửa đổi 103 sửa thành 101. Vâng, về nội dung xử phạt vi phạm hành chính thì dự thảo luật thống nhất mức phạt cao nhất là 500 triệu đồng nhằm phù hợp với quy định của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. Và chúng ta bỏ cái quy định phạt từ 1 đến 5 lần giá trị khoản lợi nhuận thu được bất chính. Điều này có đúng không ạ thưa ông? Thì cái dự thảo luật mà xử phạt cao nhất là 500 triệu đồng và mức xử phạt và quy định xử phạt từ 1 đến 5 lần giá trị lợi nhuận mà thu được từ khoản bất chính. Bất chính đây nghĩa là phi pháp. thì cái luật chứng khoán nó thật ra nó không đề cập đến vấn đề này. Nhưng mà mặc dù vậy thì cái nghị định số 85/2010 ND/CB ngày 2 tháng 8 năm 2010 thì của chính phủ đã điều chỉnh một số quy định cũ về một số vấn đề này như sau. Thì cái mức phạt tiền quy định bằng con số cụ thể, đồng thời là có cái ủy quyền của Ủy ban Quản lý Nhà nước Việt Nam là mức phạt cao nhất là 500 triệu đồng. Và cái thứ hai nữa là hình thức xử phạt bổ sung, nó áp dụng vào tịch thu toàn bộ cái điều mà cái mà anh vi phạm tài chính, anh thu toàn bộ lại hết, chứ không có từ 1 đến 5 lần. Ví dụ như một nhà đầu tư chiếm đoạt vì công tin mà được khoảng 1 tỷ, nhưng mà anh thu lại từ mỗi 5 lần thu 1 lần thì còn tới 800 triệu lần, thì vậy là anh mà báo chính mà anh còn được hưởng nữa, thì điều đó nó không đúng. Cho nên là trong cái luật từ giá trị từ 1 đến 5 lần khoản lợi nhuận thì điều này nó cũng không bất cập. Do đó cái hình thức xử phạt là tịch thu toàn bộ cái khoản thu trái pháp luật. Đây là hình thức phạt xử lý là bổ sung với quy định của pháp luật và vi phạm hành chính. Đây là vi phạm hành chính. Việc đánh giá cái hiệu quả hình thức xử phạt phải có cơ quan, đặc biệt là cái mức phạt này là phải có cơ quan thẩm định của nhà nước, chứ không có một cá nhân nào dám mà mức phạt này. Đây là cái điều cũng quy định rõ ràng trong cái luật sửa đổi mà tịch thu. Thì tôi nhắc lại là khoảng 500 triệu thì là mức phạt cao nhất, nhưng mà tịch thu từ 1 đến 5 lần cái khoản thu bất chính thì nó thuộc toàn bộ, chứ không phải từ 1 đến 5 lần. Thì xin nói rõ điều này. Hiện nay, người hành nghề chứng khoán tại các công ty chứng khoán đang thực hiện việc quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng trên hợp đồng ủy thác giữa cá nhân hành nghề chứng khoán và khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty chứng khoán. Hoạt động này là không phù hợp. Và để tháo gỡ bất cập này thì luật sửa đổi khoảng 3 điều 60 cho phép công ty chứng khoán được phép nhận ủy thác của khách hàng, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính. Thì ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này. Thì ngày 1 tháng 6 năm 2011 thì Bộ Tài chính cũng đã ban hành thông tư số 74/2010 TT-BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán. Thì theo cái điều 9.2 của cái thông tư này thì nhân viên công ty chứng khoán bao gồm cả người hành nghề chứng khoán không được nhận ủy quyền của khách hàng. Như vậy thì thông tư này nó cũng xác định cái luật sửa đổi rất là rõ ràng, và nó có mối liên hệ xác định, và là người xác định rằng là người hành nghề chứng khoán không được trực tiếp thay mặt cho khách hàng hoặc là nhà đầu tư giao dịch chứng khoán. Thì cái điều này cũng quy định rõ ràng là cái điều mà không được. Như trước thì chính phủ cũng đã quy định rất là rõ ràng, và vì đồng tiền của khách hàng thì mình không có trực tiếp dịch được, mà chính nhà đầu tư, khách hàng trực tiếp giao dịch. Thông tư này nó cũng quy định rất là rõ ràng. Tài khoản 1 điều 61 của luật chứng khoán được bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán đối với công ty quản lý quỹ. Về việc bổ sung này nhằm phù hợp với thực tế hoạt động, cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và các cái khuyến nghị liên quan đến chứng khoán. Bản chất của hoạt động này là gì ạ, thưa ông? Thật ra đây là một cái vấn đề mà luật quy định cho công ty quản lý quỹ. Tuy nhiên là ở góc độ là công ty chứng khoán, là một thành viên của thị trường, thì chúng tôi cho rằng đây là một vấn đề có tính chất là rất là hợp lý. Bởi lẽ công ty quản lý quỹ về cơ bản là có đủ khả năng phân tích, đủ khả năng đưa ra những cái nhận định, trên cơ sở đó khuyến nghị nhà đầu tư. Thì như vậy thì nhà đầu tư sử dụng dịch vụ này sẽ tăng thêm cái khả năng, sẽ tăng thêm cái cơ hội, và sẽ tăng thêm cái lựa chọn, và ngoài ra sẽ tăng thêm cái quyền quyết định của bản thân họ như thế nào. Và ngoài ra họ tăng thêm nữa là một điều là mua bán, định mua bán của họ. Thì chính vì công ty quản lý quỹ là một cái tổ chức rất là uy tín, và riêng cái câu hỏi này thì nó cũng đề cập đến công ty quản lý quỹ, nhưng mà dưới tư cách là cũng là thành viên thị trường, công ty chứng khoán, chúng tôi cũng đã đưa ra một số cái góc nhìn đến một cấp độ thấp, thì cũng nhận định một số cái quyết định là ngoài ra cái việc bản chất cái nghiệp vụ này thì nó dựa trên các thông tin từ nguồn thu nhập thu thập qua cái kênh hỗ trợ, mà đặc điểm là phải có kiểm chứng, và cái điều quan trọng hơn nữa là phải có hợp pháp. Tại vì công bố thông tin cũng rất là quan trọng. Sau đó được sàng lọc và tính toán số liệu, áp dụng công thức và quy luật đó nó được một cách an toàn và diễn biến rất là tốt, và tạo cho cái xu hướng thị trường trong tương lai có một cách nhìn tốt hơn. Thì đa số là các công lý quỹ là những người đưa ra cái nhận định thị trường, giúp cho nhà đầu tư có một cái nhìn sáng hơn trong tương lai, và họ biết được trong tương lai của họ nên đầu tư những cái cổ phiếu nào an toàn, những cái chiến lược đầu tư của họ và bảo đảm cái dòng tiền của họ một cách hiệu quả hơn. Thì ngoài ra thì trong dịp năm mới thì công ty, quý khán giả và các bạn xem đài muốn biết thêm thông tin về thị trường chứng khoán cũng như là muốn biết về những cái tài chính thì hãy đến với chúng tôi, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, địa chỉ 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, và website là vcvs.com.vn. Và hiện tại công ty chúng tôi cũng có mặt tại Đồng Nai cũng đã hơn 6 năm, thì hoạt động với hình thức là cũng là tư vấn đầu tư và hỗ trợ khách hàng. Thì một số nhà đầu tư muốn có tìm hiểu thông tin thêm thì hãy đến với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí, mở tài khoản miễn phí, và tất cả dịch chúng tôi đều làm miễn phí hết. Thì đây là cũng một cái điều rất là thuận lợi cho các nhà đầu tư ở địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thì chúng tôi là địa chỉ là tòa nhà Vietcombank 77C Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 0613 948 313. Mọi thắc mắc của các quý khán giả xem đài và các nhà đầu tư sẽ được thắc mắc một cách chi tiết hơn. Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Bá Dương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán đã có bước phát triển mạnh mẽ khi số lượng tổ chức niêm yết và cả nhà đầu tư đều tăng mạnh qua từng năm. Thực tế đã nảy sinh nhiều tình huống và trường hợp chưa được đề cập trong luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2007, khiến cơ quan quản lý lúng túng, quyền lợi của nhà đầu tư đôi lúc không được đảm bảo. Và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 đã hoàn thiện hơn khuôn khổ pháp lý cho thị trường bậc cao này. Những nội dung sửa đổi như trên đã phần nào lấp các lỗ hổng pháp lý tồn tại suốt những năm qua, có ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường. Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật kỳ này với chủ đề tìm hiểu về luật chứng khoán đến đây cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Bá Dương đã đến tham gia chương trình với chúng tôi trong ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.